rồi để mẹ lấy. Nói bé nó thôi, mẹ đừng vô để con nuôi nha. Mấy người đó không vô. Vô rồi mới mất ông kích động nói này nó lúc của mày chạm rửa có gì mày vậy được một cái xấu chắc có lại á để nó lo tao rảnh như phụ cái gì mày muốn về nó đưa tiền trước sáng con nói đi cái ghế qua đây cho để nghiêng á, để nghiêng bên á. Năm cái nồi bự. Bố định lấy về liền á hả? Định lấy về liền hả? Chưa có nem gì hết. Đứng ngồi chơi đi. Nó kêu tại sao biết nó biết rồi sớm không chịu nêm trước sẵn lẹ đi. Gia tài mày chết mày để cho bà hai chứ đâu để cho mẹ mày tư mày được. Chỉ chỗ cho mình chỗ. Rồi 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 rồi. Chút cũng mời mà. Gần đi là phải chỉ chỗ cho biết nấu trong hùng. Ừ. Chỉ chỗ rồi đi nhớ. Phải tư đây nha. Gần đi là phải chỉ chỗ cho biết. Thì hả, sao mẹ tướng đem sớm thì bà thờ cho đi dưới chân mà bà treo bà không cho má mày không cho ờ quá ai không cho giờ một bên má theo quá không cho bà đi một bên má một bên mẹ giờ không biết bên ai giờ ok cho hai chỗ luôn má hai rồi đồ lô canh đồ quỷ xuống rồi nào đi mẹ. Ủa vậy là ngày mai mẹ ăn chay không? Hả? Hai ngày đó. Mai mùng 1. Ăn chay hả? Ủa mai mùng 1 mà. Mai thứ 7. Ừ, mai cũng về. Thì mai thứ 7 mùng 1 mà. Để nêm xong. Còn phòng nữa xin ba rồi. Không ý là ba phần thôi. Không dùng chưa có đâu, một tiếng nữa còn chưa có. Ý là cho cái bà Mười cho con đồ ăn. Chưa có gì trên. Cái chị Thảo. Thôi cho con dùng. Quảng cáo quá trời mà hôm nay nó lắm. Nó lấy luôn này.
lấy một phần cá đi về, còn hơn một phần thôi, còn hai phần này cho à, thì kiểu như bỏ chung cho nó chị làm công nhân á, Thảo hả, với cô mà bán đồ mà này, rồi sôi lên. Tám chục em mua thấy rẻ em mua cho. Cái này là thôi thôi mua chị, chưa đến ngày làm mình mua chị. Chưa đến ngày là cái nào nấm nào? Nấm nào nấm khô á. À thôi thôi. Tươi nè, mua bánh lạnh. Thôi thôi mất công. Mất công đi về cực khổ xương. Trời ơi đi tập lửa lên ngồi nằm. Biết rồi. Mình đến ngày mình mới làm kệ đi. Đâu có nhiêu ký đâu. Cô hổ mua nấm rơm 80 à. Đang ngồi không làm gì? Đang quay vậy. Đang quay á. Mà sao điện thoại mày Tư nó mờ câm vậy ta? Chùi đi lấy móng tay xỉa xỉa vô đi. Ai vậy ta tắt đi. Lấy tay xỉa thôi khỏi tắt xỉa. Lấy móng tay cái ngón tay á. Con không thích. Cái mày về trời trụng ăn phải không? Dạ. Đổ vô nấu rồi. Xin chào tất cả mọi người. Đây, thì... đây là chị Biếu, còn hay gọi là Tư thời sự. Ông nội mà. Hiện tại chị Tư đang nêm nếm. Không biết ngon không nhưng mà thấy nêm cũng dữ dằn vậy lắm. Hủ để đâu? Ủa đậu hủ nó chiên rồi chưa ăn hăng? Rồi đưa đây mẹ. Rồi chưa có đậu hủ nữa nha. Vô bưng đi. Mấy thằng đưa sớm thì tụi em tự chưa làm. Để đây đi. Để nhảy vô đây được đây. Rồi thì ra đây này. Rồi xong mình xin. Cái này mình giao luôn cái này làm luôn. Ừ. Nè đây đây, mấy kéo cắt đôi giao cho mẹ đi nha. Ai cắt đi, cắt làm đôi. Cắt dài hay cắt ngang? Cắt dài. Ừ đó. Vậy đó cho nó mới thấm ngon nhiều. Họ vừa quay phim mà vừa cắn vừa cắt. Tự nhiên. Tự nhiên. Nè qua đây má hả đi. Cái này xe của anh. Của anh Thương. Để nên nếm trong cho nó đi. Cái này không có định hả chị? Không thì cho. Thì Tư ráng làm đi 1-2 năm nữa lắp cái máy lạnh cho mà Tư không mát. Nha. Cái con hả mẹ? Ừ. Đi o được. Người yêu mới tặng hả Khánh? Rồi đó. Cái này là mặn hả đi? Mặn hả? Ờ, ngọt có rồi. Cái này giá có thấy mặn rồi nha. Ờ, chỉ vô nó thấm bánh nè. Bữa 14 tháng 2 người yêu tặng đồng hồ hả Khánh? Dạ. Hả? 14 tháng 2 người yêu tặng đồng hồ hả? Từ... đồng hồ mua 50 ngàn từ... tặng gì từ nhỏ giờ mới thấy Khánh đeo đồng hồ chắc người yêu tặng quá à, đúng rồi mặt cười ghê quá được 10 triệu thôi. Nói được tiền nè chứ không có mà mua bông mua hoa gì
À, ghét bông hoa lắm, nói mua gì mà ăn xài được. Mười phút rồi tắt hả mẹ Tư? Mua xong rồi mình hồi lúc mình cần á, ổng mới được từ giờ mình mua xong rồi ổng cho, tôi nghĩ lấy luôn. Hai bà con.